Sự thật về Phúc Ích Cho đeo toàn vàng giả là có thật và một nguồn tin mới cửa cho hay, sau khi Phúc Ích Cho ra đi thì số vàng giả này được Quang Sang mua lại và dùng tiếp. Nhưng thực tế tin này cũng là tin giả bởi hình ảnh trên mạng cho thấy Quang Sang đã dùng toàn bộ số vàng giả của Phúc Ích Cho là do anh Quang Sang có hơn 10 năm kinh nghiệm về quay phim chụp hình và chỉnh sửa ảnh và biên tập phim, anh có thể lấy hình này lắp vào hình kia, thậm chí tóc anh đang đẹp anh có thể thay đổi thành không có tóc chỉ trong một nốt nhạc. Và hình ảnh anh Quang Sang đeo toàn bộ số vàng của Phúc Ích Cho là hoàn toàn do kỳ xảo. Nếu bạn nào cần đến những kỳ xảo phim và ảnh gặp ngay Quang Sang để được trải nghiệm nhé. Đông trùng hạ thảo là loại thảo dược quý hiếm với 6 công dụng chính: ăn ngon ngủ khỏe, tiêu tan nhức mỏi, ngăn ngừa bệnh tật, tốt thận bổ phổi, minh mẫn khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Đông trùng hạ thảo còn có rất nhiều hỗ trợ khác tốt cho sức khỏe nữa, hiện có bán tại nhà phân phối Hà Phương, 303C Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại 0976245954.